ngay trên vùng đất mà cách đây gần 600 năm, cụ tổ của vua Lê Lợi thấy chim bay về đậu quây quần thành bầy. Chính vì thế, năm 1428, Lê Thái Tổ lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh đã cho xây dựng trên quê hương đất tổ Lam Sơn, một kinh thành lớn thứ hai của nước Việt lúc đó. Thành điện Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh. Thành Lam Kinh được xây dựng quy mô với lối kiến trúc nội công ngoại quốc, bao gồm khu hoàng thành, cung điện và thái miếu, bố trí theo trục Nam Bắc trên một khoảnh gò đồi có hình dáng chữ vương. Phía Bắc dựa vào núi Dầu Du Sơn, phía Nam nhìn ra sông Chu có núi Chúa làm tiền án. Bên tả là núi Phú Lâm uốn lượn thành hình cánh cung che chắn phía Đông. Bên hữu là núi Hướng và núi Hàm Rồng che chắn phía Tây. Thật là một vùng sơn thủy hữu tình. Từ xưa, những tán rừng xanh đã bao bọc lấy thành điện cổ kính, tạo nên một không gian yên tĩnh thâm trầm. Thiên nhiên như đang canh giấc ngàn thu cho những bậc đế vương. Thời gian trôi đi, những gì mắt thường nhìn thấy ngày nay có thể chỉ là một phần những gì các vị hoàng đế xưa kia đã xây dựng lên. Tuy nhiên, trải qua hơn 5 thế kỷ, sự linh thiêng tôn nghiêm của mảnh đất này thì lại càng ngày càng tích tụ, hòa cùng trời đất, thấm đẫm đến từng cành cây, phiến đá, ngọn cỏ. Kết hợp từ nhiều yếu tố, nó trở thành một trong những hiện tượng kỳ thú rất khó lý giải. Thấy hiện tượng cũng rất khá thú vị. Rất là kỳ diệu, độc đáo. Nghe là cái này thì ra cũng nên duy trì và bảo tồn làm sao cho thật tốt. Đó là cái điều rất quý cho đời con, muôn đời con cháu sau này. Câu chuyện kỳ lạ của chúng ta thuộc về một cây ổi nằm trong khu vực lăng mộ của vua Lê Thái Tổ ở di tích Lam Sơn. Một cây ổi ta khả năng hết sức kỳ lạ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy có một cái nhìn bao quát về không gian linh thiêng này. Vĩnh Lăng được bố trí trong một khoảng không gian rộng lớn, địa thế đất đẹp, có vượng khí tốt tươi, núi sông kỳ tú. Là điểm huyệt quan trọng và thần diệu nhất trong khu Sơn Lăng Lam Sơn. Đường vào Vĩnh Lăng được dẫn vào bởi cây cầu Bạch. Xưa kia có tên gọi là cầu Tiên Loan Kiều, bắc trên sông Ngọc, dẫn chúng ta vào thành điện Lam Kinh, qua cầu là Ngọ Môn. Trước điện Lam Kinh là sân rồng trải rộng khắp bề ngang của chính điện. Trước lăng có hai hàng tượng người và tượng các con giống tạc bằng đá, dựng ở đây để trấn trạch. Nghĩa là làm cho khu lăng luôn luôn được yên lành, không bị ma quấy nhiễu, và cũng là để tôn lên quang cảnh tôn nghiêm, kính cẩn của lăng tẩm vua chúa. Điện Lam Kinh nay chỉ còn lại dấu tích của nền móng, nhưng vẫn cho thấy một kiến trúc quy mô với những chân cột được xếp vuông vức hình bàn cờ. Nối giữa sân rồng và chính điện là thềm rồng, gồm 9 bậc với 2 đôi rồng đá được khắc tinh xảo, đặc trưng của rồng thời Lê. Với hình dáng thân uốn cứng cáp to khỏe, một tay rồng cầm lấy dâu, chân rồng chạm 5 móng sắc nhọn. Các hình xoắn trang trí bên thần rồng kết hợp với mây, đao, lửa. Đó là mô típ trang trí điển hình mang đặc trưng thời Lê Sơ. Men theo những con đường lát gạch đỏ như son tỏa ra khắp các hướng dưới tán rừng xanh là đến với những khu lăng mộ của các vị vua nhà Lê nằm ép mình dưới tán cây thanh u. Cùng dàn hàng với những linh vật đang chầu vua là những gốc cây cổ thụ hàng trăm tuổi, tán rộng xanh mát. Và cây ổi trong câu chuyện của chúng ta nằm ở đó, khiêm tốn trong một góc khu vườn của lăng mộ, nép sau những linh vật bằng đá, nhưng lại mang lại một giá trị linh thiêng vô cùng to lớn và với một khả năng đặc biệt. Đối với cây ổi như thế này thì ở dân gian chúng ta cũng trồng rất nhiều. Nhà nào có thể là ở đối với dân chúng ta ở vùng nào thì người dân địa phương chúng ta thì nhà nào cũng có. Thế nhưng mà ở trong cái khu di tích Lam Kinh này thì chủ yếu là rừng, cây rừng, cây cổ thụ, cây bản địa gồm lim lát, xến táo, nhưng cái ổi thì không có mà chỉ có trong cái khu lăng này có thôi. Cây ổi ta bình thường như bao cây ổi khác,
sao lại có sức hút đến vậy? Thậm chí có hẳn một câu chuyện về xuất xứ của cây đã được truyền ngôn qua nhiều thế hệ. Nguồn gốc của cây ổi vốn do một người hảo tâm là ông Trần Hưng Dẫn, người ở Hành Thiện, Nam Định. Ông Hưng Dẫn vốn hiếm muộn. Một ngày kia đứng cầu tự trước mộ đức vua mà sinh được quý tử, nên đã cung tiến đắp 4 con voi lớn chầu phục, trồng 2 cây long não hai bên và cây ổi trước mộ. Từ năm 1933 đến nay đã 79 năm. Phải chăng du khách hiếu kỳ về nguồn gốc đó của cây ổi? Rất là huyền bí, về mình phải nghiên cứu cái này. Quay lại dung nhảy, đây này. Đây là có một cái huyền bí nào đó đúng không? Hôm nay tôi vào đây công tác thì nghe cái thông tin này, xem cái cây ổi cười này xem có phải thật không, nhưng mà do anh em bạn bè này gọi là cũng sờ vào đây nó cũng có phần rung thật, nhưng còn cái tiếng thì không có, nhưng mà cái hình lá thì là nó rung, tác động mình rất nhẹ nhàng thôi. Cái rung đấy nó kiểu nó rung nó khác, cái gió này nó cả đưa cả một cái thân cây và cái lá nó lại khác. Người mình nói là cây ổi cười, thực sự là mình cũng nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng mà khi mà mình lên mình cũng thử như là mình gãi nhẹ một cây á, thì mình tác động rất nhẹ nhưng mà thấy ở ngọn cây có rung. Từ lâu người dân địa phương tin rằng do cây trồng nơi linh khí đất trời hội tụ nên cũng mẫn cảm như người. Vậy nên có người còn gọi là mộc tinh. Quả thực, khi chạm vào thân cây, đặc biệt là điểm mấu giữa các nhánh thì cây lay động rất lạ. Tuy không rõ rệt như kiểu cây xấu hổ, cây trinh nữ cụp lá, nhưng bằng mắt thường hoàn toàn thấy được. Chờ gió thật lặng, lá trên các ngọn cây im phăng phắc. Bà Nghĩa, một người trông coi di tích hơn 10 năm nay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào thân cây, di di đầu ngón tay như thể đang cù nách, gãi bàn chân người. Thật lạ, những chiếc lá đầu nhánh cây ấy bỗng rung rinh lay động nhẹ nhàng, trong khi những lá trên những nhánh khác và cây cối xung quanh vẫn lặng im. Phát hiện ra cái ổi cười này thì cũng rất là tình cờ, mà rất là lâu rồi. Các cụ già ở trong làng Cham là các cụ thấy là có một cây ổi trong này nó rất là khác, cho nên là các cụ nói là không, cây ổi là sờ vào là nó rung hay gọi là cười. Chưa thực sự tin vào mắt mình như lời kể của bà Nghĩa, chúng tôi tìm gặp anh Dương, giám đốc khu di tích Lam Kinh này. Vô cùng hồi hộp, chúng tôi chứng kiến anh Dương tiến lại phía cây ổi. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cây ổi. Chúng tôi quan sát để thấy được anh không dùng bất cứ một lực nào tác động vào cây. Các đầu lá cây rung lên một cách nhẹ nhàng, rung rinh theo một cách rất khác so với rung rinh của lực tác động với cây. Thường là gãi nhiều á là nó sẽ giảm đi. Chứ còn nếu một sớm mai và vào mà mới gãi nha thì nó rung rất là mạnh. Nó cảm giác rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta càng ngày càng về buổi chiều thì nó lại giảm đi. Đó là tôi dùng cái ngón tay tôi gãi vào đúng vào cái góc của cái khe của cái thân ổi. Thì nếu mà vào những cái khe, cái chỗ cong khỉu á, thì nó lại rung rất là mạnh. Việc cây ổi biết cười là do một người Pháp tên Louis Garrier năm 1942. Trong lần nghiên cứu khảo cổ khu di tích Lam Kinh đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng cách đây hơn 3 năm, cây ổi cười đã bị trận bão làm gãy. May mà trước đó, khu di tích đã chiết được một số nhành cây để giữ giống. Và điều khiến người ta cảm thấy lạ hơn nữa là những giống ổi ấy trồng nơi khác thì không cười, mà trồng tại khu vực mộ vua Lê Thái Tổ thì vẫn giữ được gen cười. Vậy đó là món quà tặng từ thiên nhiên hay kết tinh từ sự giao hòa linh thiêng giữa trời và đất để tạo nên nó? Những câu chuyện kỳ lạ mà chúng tôi lựa đặt được rồi chính thức nhìn thấy ở khu tông miếu Lam Kinh. Để thấy không phải người dân muốn tô vẽ chuyện hoang đường mà như sự kính ngưỡng với người xưa đã tạo cho nơi chốn này sự thâm nghiêm và vẫn gần gũi với một vương triều hiển hách trong lịch sử nước Nam. Một số du khách muốn bày tỏ
mong các nhà nghiên cứu sẽ bỏ tâm tìm hiểu để có lời lý giải cho những hiện tượng trên. Nhưng trong thâm tâm mình, chúng tôi chợt nghĩ, liệu mọi câu hỏi đều cần có lời giải đáp? Cuộc sống với những điều bí ẩn chẳng phải hấp dẫn chúng ta hơn? Lam Kinh vẫn còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn và kỳ thú mà chúng ta còn phải khám phá.